Dàn sau việc là pin chính hiệu Miss Khoan International, Thùy Tiên bỏ việc để đu idol, đòi chụp ảnh giống Blackpink. Trời ơi, sao em không được như vậy chứ? Á hậu Phương Nhi còn ngẫu hứng thể hiện vũ đạo. Mời đẹp! Mời đẹp! Trời ơi! Thùy Tiên, sau hơn 2 năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc, Blackpink đã chính thức trở lại đường đua bằng MV mới Pink Venom. Là nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, nên ca khúc mới của bốn nữ thần tượng này cũng thu hút sự quan tâm của sao Việt. Trong đó, đương kim Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây chú ý khi bỏ việc để đu idol. Cụ thể, trên trang cá nhân, Thùy Tiên đăng tải đoạn video clip ghi lại cảnh cô và ekip chụp ảnh đang xem MV mới của Blackpink trong bộ váy trắng cúp ngực. Nàng hậu sinh năm 1998 đốn tim fan bởi nét đẹp tinh khôi. Tuy nhiên, điểm gây chú ý là cô và ekip bỏ dở việc để thưởng thức vẻ đẹp, vũ đạo cũng như giọng hát của bốn cô gái đến từ nhóm nhạc Hàn Quốc này. Sau khi mãn nhãn trước phần trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế còn bị photographer trêu. Đoạn video đu idol của nàng hậu cũng thu hút lượng lớn fan sắc đẹp vào bình luận. Vương Nhi, nhắc đến nàng hậu là tín đồ của K-pop, cộng đồng mạng ắt hẳn không thể quên màn tự thú rằng Pink chính hiệu hay ARMY từ dùng để chỉ fan của Blackpink và BTS của Á hậu Phương Nhi. Khi Blackpink tung teaser về sản phẩm mới, Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022 thậm chí đã không giấu được sự hứng khởi. Khi giao lưu với báo chí, người đẹp gốc Thanh Hóa cũng từng có màn nhảy K-pop ngẫu hứng song vô cùng chuyên nghiệp. Đỗ Thị Hà, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, các trang mạng xã hội của Đỗ Thị Hà cũng bị dân tình soi khá kỹ. Cư dân mạng phát hiện cô nàng cũng là một fan cứng của nhóm nhạc nữ Blackpink. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, nàng hậu đã follow tài khoản của Rose, Lisa và Jennie. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến cộng đồng fan Blackpink dậy sóng, thậm chí còn tấn công Đỗ Thị Hà. Theo đó, khá nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng nàng hậu là fan only khi không theo dõi Jisoo. Mặt khác, vẫn có một bộ phận người hâm mộ bên vực cô rằng yêu mến ai là sở thích của mỗi người. Tuy nhiên sau đó, Đỗ Thị Hà đã follow cả tài khoản của Jisoo. Hương Giang, việc Hương Giang là một fan cuồng của Blackpink có lẽ là không còn quá xa lạ với công chúng. Cô nàng từng quẩy hết mình với bài hát As If It's Your Last trong concert của nhóm tại Manila, Philippines. Khoảng thời gian ấy, cũng có nhiều anti-fan cho rằng nàng hậu chỉ đang kiếm fame. Tuy nhiên, sau đó Hương Giang đã đáp trả lại gay gắt những bình luận tiêu cực trên. Một số fan cũng phát hiện ra, nàng hậu dành rất nhiều tình cảm cho gà nhà YG. Cô không ngại trưng bày lightstick album của nhóm cạnh những chiếc vương miện bằng khen quý báu. Trong một lần tham gia Chị Em Chúng Mình, Hương Giang còn tiếc đứt ruột khi tặng quyển album Blackpink phiên bản màu đen cho Harry Won. Thiều Bảo Trâm, tối 12 tháng 7 năm 2019, Blackpink tổ chức đêm nhạc đầu tiên tại Thái Lan. Đây là trạm mở đầu cũng như trạm dừng chân cuối cùng của các cô gái nhà YG trong chuỗi concert mang tên World Tour in Your Area 2019. Thiều Bảo Trâm vốn được biết đến là một Blink chính hiệu, cô nàng thường xuyên có phong cách thời trang giống với Lisa. Chính vì vậy, việc cô nàng dành thời gian đến tham dự concert của Hát Hương hẳn là một điều dễ hiểu. Được gặp gỡ Blackpink đối với Thiều Bảo Trâm là điều hết sức may mắn. Dù sự kiện đã qua đi, song dư âm về cuộc gặp gỡ ấy vẫn còn mãi. Nói về MV mới của Blackpink, sự trở lại lần này của các idol nhà YG đã không làm người hâm mộ thất vọng khi chỉnh chu từ giai điệu, hình ảnh đến những tình tiết trong MV. Đặc biệt, nhan sắc của bốn nữ idol khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Có thể thấy nhiều ngôi sao Việt rất yêu mến bốn cô gái Blackpink. Ngoài việc say mê các sản phẩm âm nhạc của nhóm nhạc nhà YG, nhiều nghệ sĩ còn không ngại phối đồ, mặc outfit hay phụ kiện giống với idol. Còn bạn có cảm nghĩ gì về những màn đu idol của sao Việt? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.